Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình để góp nhận 5 top cần có ký hiệu là CMFT nha bạn, đến từ sàn GC Swap. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần mở link phần link mô tả mở video Telegram bấm start chat cho bot nha bạn. Rồi các bạn bấm vào continue đi lên cấp xa này 28. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nữa các bạn. Join group tiếp tục các bạn bắt đầu join tiếp kênh seller nữa. Rồi tiếp tục follow Twitter và retweet bot. Trên Twitter nó thì bạn theo dõi nha các bạn. Dự án này khá là tốt các bạn. Nhưng trên Twitter gần 10.000 được theo dõi, bạn like là các bạn tweet lên nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bắt đắp lên các bạn. Tiếp tục thì các bạn up to wallet nha các bạn. Rồi tờ có 0.2, 0.002, kệ có nhiều là bao nhiêu các bạn. Rồi bạn up to wallet xong thì bạn bắt đắp lên nha các bạn. Bấm chết nè. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi username Telegram mình thì bạn nhấp vào qua gạch cùng nè bạn. Vào setting nè. Copy username Telegram mình nha các bạn. Này kia là có chồng của hơn giá nè. Chatbot rồi tiếp tục các bạn submit follow free Twitter bot, gỡ đường link profile của mình nha các bạn. Thì bạn mở Twitter mình ra nè, tưởng được 0.5 không gì của 0.002 đô, không nhiều hồ sơ nó ba anh cùng nhập vào chia sẻ nữa. Sau này nó có bóng phối thì các bạn cứ giữ đó nha các bạn. Này chatbot, sau đó thì các bạn submit lên một cái bức ảnh các bạn đã up to wallet nha bạn. Ôi trời ơi, nãy quên chụp màn hình lỡ rồi. Bấm vào lỡ. Rồi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Rồi các bạn gọi lên cho bot nè. Link food này, link này, link gì ta. Rồi các bạn nhấp vào cái link này nha các bạn bấm vào fan. Fan này mình coi coi. Rồi bạn nhấp vào đây đúng rồi. Rồi sau đó các bạn bấm vào mũi tên đây các bạn. Các bạn tải lên bức ảnh các bạn đã chụp từ thiết bị nha các bạn. Rồi các bạn gỡ lên đây các bạn. Bạn nút chọn nè. Rồi sau đó bạn upload các bạn. Rồi sau đó các bạn sao chép link này nha các bạn. Rồi gửi lên cho bot nè. Sau đó các bạn gửi địa chỉ binb sở matchen bet 20 trên chocolate của các bạn nha các bạn. Đây là cho bot nè. Kèo này mới cho rẻ ghê. Rồi hỏi thông tin các bạn có chính xác không mà bấm xét nha các bạn. Chùm gì vậy ta. Rồi các bạn bấm set thì các bạn sẽ nhận được 5 top cần CMFT nè bạn. Các bạn chỉ việc lấy link ghép mình chia sẻ cho bè những thằng để kiếm top cần các bạn. Vậy video mình đến đây mới kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.